Hôm nay em sẽ cùng các anh chị kiểm tra quy hoạch ở Đức Trọng, Lâm Đồng trong bản quy hoạch đến năm 2030. Đức Trọng là một huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng giáp với thành phố Đà Lạt nên có khí hậu mát mẻ quanh năm. Vì vậy, vùng đất này đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư trong đầu tư xây dựng khu vực nghỉ dưỡng cũng như hoạt động kinh doanh thương mại. Kết nối vùng tốt thuận tiện di chuyển đến các huyện như Đơn Dương, Lâm Hà và đến với thành phố du lịch Ngàn Hoa, Đà Lạt. Vì thế, Đức Trọng chính là vùng đất tiềm năng xứng đáng cho mọi nhà đầu tư. Đánh giá một cách công bằng thì dựa trên so sánh trực tiếp cho các khu vực nhà đất thuộc tỉnh Lâm Đồng, nhà đất Đức Trọng chỉ đứng sau thành phố Đà Lạt. Ở một vài phân khúc khác thì đất Đức Trọng sẽ là lựa chọn đáng để ưu tiên. Các dịch vụ liên quan đến thương mại và du lịch ngày càng phát triển, đặc biệt là với vị thế trung tâm du lịch phía nam của thành phố Đà Lạt. Các khu du lịch cũng đã được quan tâm phát triển. Đây là cơ hội rất lớn để mọi nhà đầu tư ở khắp nơi có thể tìm hiểu đến Đức Trọng, Lâm Đồng như một vùng đất giàu tiềm năng. Nằm ngay các tuyến đường giao thông quan trọng là quốc lộ 20 đi Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh và quốc lộ 27 Đà Lạt đi Buôn Mê Thuột, nằm ngay tuyến Ninh Thuận, Nha Trang. Với những tiềm năng vượt trội trên, mời anh chị cùng em kiểm tra Đức Trọng cho bản quy hoạch đến năm 2030 sẽ được quy hoạch như thế nào trong tương lai. Đây là khu vực thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng trong bản quy hoạch đến năm 2030. Chúng ta có thể thấy khu vực này phát triển khá là mạnh. Phần lớn diện tích đất sẽ được chuyển đổi thành đất ở đô thị trong tương lai, đó chính là phần đất màu hồng. Với vị trí cực kỳ chiến lược nằm bên cạnh đường quốc lộ 20 và quốc lộ 27, khu vực này càng phát triển mạnh mẽ hơn khi có sự xuất hiện của sân bay Liên Khương, giúp việc kết nối giữa Đức Trọng với các khu vực khác trên đất nước trở nên dễ dàng hơn, làm cho giá bất động sản ở thị trấn Liên Nghĩa trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mặc dù ở hiện tại thị trấn Liên Nghĩa đã phát triển khá là mạnh mẽ nhưng vẫn còn một số khu vực quỹ đất vẫn còn khá lớn để anh chị có thể tìm hiểu và đầu tư. Ví dụ điển hình là vùng đất ở bên cạnh sông Đa Nhiêm, có thể thấy cơ sở hạ tầng ở đây đã được đầu tư và phát triển nhưng vẫn hư hớt dân cư. Trong tương lai khu vực này sẽ được chuyển đổi thành đất ở đô thị. Khu vực này sẽ thu hút một lượng lớn dân cư về đây. Tiếp theo, một khu vực cũng rất tiềm năng mà anh chị có thể quan tâm đó chính là khu vực ven quốc lộ 20. Với phần lớn diện tích đất sẽ được chuyển đổi thành đất ở đô thị trong tương lai. Nhưng mà hiện tại khu vực này vẫn khá là hơ hớt dân cư, chưa tập trung quá đông. Quỹ đất vẫn còn khá nhiều để anh chị có thể tìm hiểu và đầu tư tối đa lợi nhuận của mình. Tiếp theo, một khu vực có diện tích đất được chuyển đổi thành đất ở thổ cư khá lớn đó chính là khu vực ở xã Phú Hội. Đây là khu vực mà anh chị không thể bỏ qua. Với khí hậu mát mẻ, kèm theo đó là cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển mạnh với quốc lộ 20 đi qua, kèm theo đó là hồ Đại Ninh, thì đây sẽ là mảnh đất vàng để anh chị có thể đầu tư về bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, homestay. Với diện tích đất được chuyển đổi trở thành đất ở thổ cư là khá lớn, dân cư chưa tập trung quá đông đúc thì giá bất động sản ở nơi đây sẽ rất phù hợp để anh chị có thể tìm hiểu và đầu tư. Nhìn chung ta có thể thấy bất động sản ở Đức Trọng sẽ được chuyển đổi thành đất ở thổ cư là khá nhiều với quy mô lớn. Ví dụ như phần màu hồng ở xã Liên Hiệp, đây cũng là khu vực được chuyển đổi thành đất ở thổ cư. Kèm theo đó là một số khu vực ven hồ Đa Minh, điều kiện tự nhiên thuận lợi và hàng loạt danh lam thắng cảnh như hồ nước đẹp thì khu vực này sẽ được chuyển đổi theo hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng trong tương lai. Được sự chú trọng của chính quyền thì khu vực này sẽ càng đẩy mạnh về cơ sở hạ tầng. Và đó là sơ lược quy hoạch của huyện Đức Trọng, Lâm Đồng trong bản quy hoạch đến năm 2030, được xem là Đà Lạt thứ hai với khí hậu mát mẻ quanh năm. Kèm theo đó là cơ sở hạ tầng được đầu tư và phát triển mạnh với quốc lộ 20 và 27 đi qua, với sân bay Liên Khương giúp kết nối với các khu vực khác trên cả nước. Với quỹ đất sạch còn khá rộng và giá rẻ thì đây sẽ là mảnh đất vàng để anh chị có thể tìm hiểu và đầu tư để có thể nhân tài sản lên gấp nhiều lần. Nếu mà anh chị muốn em check quy hoạch ở tỉnh nào thì vui lòng mình comment bên dưới. Hoặc nếu mà anh chị muốn đăng ký khóa học xem quy hoạch, cách sử dụng Gulen hoặc là khóa học đầu tư bất động sản thì anh chị vui lòng nhấn đường link bên dưới để đăng ký nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.